đầu rồng với em này. Đây là một chiếc đầu rồng rất là xinh xắn này. Em nhìn em, em thử nhá. Đó. Chưa nhận mình đây. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chọn mặt nạ. Các em ở đây có rất nhiều mặt nạ luôn. Mà Thu thích mặt nạ nào nào? Mua một cái gì nhá. Chị xem chị sẽ mua một cái gì nhá. Thôi. Đồ nhá.
Thôi em có thích cái bơ kem gì nữa không? À là dù của chúng ta thì thích kèm với em ạ. À. Vậy thì chúng ta cùng nhau mua cái kèm nhé. Ai? Ơi, em mua gì? Kèm nhỏ. Đưa chị rồi. À, okay. Em thích một cái này nữa. Bật được đèn đúng không? Xuống bây giờ chúng mình nhau chào các bạn đi, ở chúng mình có đi chơi trung thu nào? Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn.